hai bức tranh rồi gửi cho bạn mình nhờ bạn mình sửa rồi thì chúng ta comment cho phương pháp số 2. Còn nếu như ai đã hoàn thiện xong một bức tranh thì chúng ta comment cho phương pháp số 1 ạ. Rồi chúc mừng chị Vĩnh Linh Hà, chúc mừng bạn Trần Thiện. Ai đã xong hai bức tranh chúng ta comment số 2 nha. À còn một thì chúng ta sẽ comment số 1 ạ. Rồi như vậy thì Phương nhìn thấy hầu hết anh chị em chúng ta đều đã hoàn thiện xong cái bức tranh số 1 là bức tranh mục tiêu tổng lợi nhuận 30 ngày trong tháng 3 này của mình rồi. Và còn bức tranh yeah, dài hạn hơn là bức tranh 6 tháng thì lúc tối Phương vừa mới hướng dẫn để anh chị em chúng ta mình làm liền luôn ha. Mình làm liền đi rồi mình gửi lại nhờ bàn của mình chỉnh sửa cho mình bởi vì khi mà chúng ta sử dụng sức mạnh tiêm thức thì tiêm thức của chúng ta chỉ có hiệu và bắt từ khóa thôi. Cho nên những câu, những từ của mình ghi ra để mình ghi âm để làm cái quy trình thôi miên để mình nghe là phải đúng chính xác chuẩn. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta khi mình viết rồi thì chúng ta hãy gửi lại với bàn của mình. Nhờ bàn của mình sửa cho chúng ta từng câu, từng chữ. Sau đó chúng ta mới bắt đầu hoàn thiện cái bức tranh và chúng ta ghi âm. Thế nên là hôm nay à, có anh chị em nào mình đã hoàn thiện bức tranh mục tiêu sáu um, 6 tháng chưa? Nếu như rồi thì chúng ta comment tìm số 2 cho Phương được biết nè. Rồi xin chúc mừng bạn Trần Thiện ha. À, như vậy chúng ta đã có rồi, xin chúc mừng à, toàn thể chúng ta những anh chị em mà học với Phương hai ba chu kỳ trước thì chắc chắn rồi chúng ta có rồi. Thế nên là chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục nghe thôi miên mỗi ngày. À, rồi rất là quan trọng luôn. À, Phương xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta nha. Còn là những anh chị em nào mà mình chưa chưa hoàn thiện thì tối hôm nay chúng ta hoàn thiện nốt và trong tối hôm nay và chậm nhất là ngày mai chúng ta cần phải hoàn thiện xong cái bức tranh 6 tháng của mình. Được không ạ? Anh chị em chúng ta đồng ý không ạ? Nếu như chúng ta đồng ý thì chúng ta comment cho Phương phím số 1 ngàn. Bởi vì nếu như mình học mà mình chưa làm đúng chuẩn từng bước thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ kết quả về với mình nó chưa tốt được. À, như à, chúng ta mong muốn thì phải là kết quả trăm phần trăm. Đúng không ạ? Đằng nào chúng ta cùng học thì chúng ta học đúng chuẩn. Đấy, chúng ta có kết quả đúng chuẩn luôn. Còn bây giờ chúng ta học mà chúng ta uh, cũng theo thời gian chúng ta chưa sắp xếp được cái này cái kia thì mục tiêu của chúng ta cũng chưa hoàn thiện thôi. Thế nên là chúng ta cần phải có sự sắp xếp, cần có sự ưu tiên. À. Uh, cái gì ưu tiên mà không làm lại được thì chúng ta làm luôn. Bởi vì uh, thời gian 30 ngày, uh, từng ngày từng ngày nó trôi liên tục. Nên nếu như mà chúng ta để trôi đi nửa tháng thì đâu đó cái mục tiêu của mình chưa dễ để cho mình chinh phục. Nên ngay từ đầu tháng, Phương cùng với anh chị em chúng ta đã xuất xuất quân rồi à, làm từng bước phương đã hướng dẫn chúng ta kỹ rồi thì nên là chúng ta cần phải à, hợp lực để chúng ta làm ha đó rồi rất là quan trọng thế nên là cái yếu tố như lúc này phương vừa mới chia sẻ với chúng ta đấy một trong ba yếu tố để giúp cho chúng ta ứng dụng được cái bộ công thức thành công mà câu lạc bộ của chúng ta đang ứng dụng và hầu hết tất cả anh chị em mà ứng dụng à, đều đạt được cái kết quả như mình mong muốn à, thì chúng, tâm của chúng ta phải hướng về cái điều mà chúng ta mong muốn đúng chưa thứ hai là gì ạ tâm của chúng ta luôn luôn là thiền lành những cái bản tâm cái bản tính của mình phải luôn luôn thiền lành chính à, cái điều này sẽ giúp cho chúng ta có được những cảm xúc tích cực chính cái tâm thiền lành của mình à, giúp cho mình có được những tình yêu thương à, cái lòng biết ơn lớn để cho anh chị em chúng ta thu đến với mình nhiều cái điều tuyệt vời hơn chính vì cái tâm thiền lành mà phương cũng như tất cả hầu hết anh chị em À, trong môi trường của chúng ta liên tục liên tục chia sẻ trao giá trị với cộng đồng ha à, thay vì thời gian này thì phương có thể làm ra à, rất là nhiều tiền từ những cái công việc khác nhưng mà à, phương đã có sự lựa chọn ngay từ thời điểm ban đầu khi phương biết đến à, bộ công thức khi phương biết đến môi trường và phương biết đến người thầy vĩ đại của phương thì phương đã từ hứa với long minh rằng là khi mình ứng dụng có kết quả thì mình à, phải trao giá trị đi cho cộng đồng Phương không biết là trao giá trị cho ai nhưng Phương đã khẳng định Phương từ cam kết với chính bản thân mình là mình cần phải trao giá trị đi cho cộng đồng bởi vì sao ở những kiến thức quá là tuyệt vời mình ứng dụng mình có kết quả cho nên mình cần phải biết ơn phải biết trân quý mình cần phải lan tỏa giá trị đi thật nhiều người thật nhiều anh chị em mà đâu đó cũng chưa biết đến những kiến thức này thì họ ứng dụng họ có được cái kết quả tuyệt vời thì phương đã hứa rồi phương tư hứa với chính bản thân mình từ cách đây là bốn năm trước rồi thế nên là từ à, hôm nay à, giai đoạn trước và đến thời điểm hiện tại bây giờ và thời điểm trong tương lai thì ngày nào ngày nào cũng như ngày đó phương liên tục liên tục chia sẻ trao giá trị và nên đây cũng là một trong những cái bí kíp mà phương à, rất là gì ạ? rất là hướng cái tâm đến các anh chị em mình chúng ta hãy tập trung hướng cái tâm của mình tới cái mục tiêu của chúng ta đã viết ra mục tiêu của mình chúng ta phải luôn luôn hướng tới luôn luôn nhớ À, ăn chúng ta cũng nhớ ngủ chúng ta cũng nhớ đúng không đi chơi chúng ta cũng nhớ làm việc chúng ta cũng nhớ chúng ta luôn luôn nhớ cái mục tiêu của mình thì cái mục tiêu của chúng ta mới xích sát lại gần với chúng ta hơn đó và sau là cái tâm của chúng ta luôn luôn phải thiền lành thiền lành ở đấy có nghĩa là chúng ta khi mà mình phải tin tưởng tin tưởng với cái công thức đã giúp cho hầu hết à, rất là nhiều anh chị em thành công rồi thì nên bản thân của mình khi mình biết đến thì bản thân mình cũng có kết quả À, chúng ta phải tin tưởng vào điều đó và gì nữa à, chính cái điều này đã giúp cho phương cũng như giúp cho hầu hết tất cả những anh chị em khi mà mình biết đến cái bộ công thức này đấy đã có được những kết quả rất là tuyệt vời trong cuộc sống và một cái điều nữa à, trong yếu tố đầu tiên đó chính là anh chị em chúng ta cần phải có cái niềm tin là mình làm được lý do vì sao phương làm được à phương chia sẻ cho những người bạn của phương họ bảo là à, em không có thời gian thì phương hỏi là thì em làm một ngày công việc của em thời gian như thế nào? Thì bạn bảo là thời gian của em làm là một ngày 8 giờ đồng hồ. Buổi trưa về theo cơm nước gia đình, buổi tối cũng theo cơm nước rồi theo con nữa. Thì bây giờ năm nay con của em bao nhiêu tuổi? Em mấy người con? con của em năm nay 4 tuổi. Đó, em hai người con, một 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 bé lớn là học lớp 6, một bé bé thứ hai là 14 tuổi thôi. Em có thời gian để sắp xếp ở à, buổi tối chỉ có ăn với cho con ăn cho con tắm cho con ngủ cho con học là hết thời gian rồi à, Ngày ngay nào cũng như ngày đó thôi thì phương mới chia sẻ là à, bản thân phương cũng có con à, bản thân phương cũng có công việc thôi. không những phương làm một ngày 8 giờ đồng hồ mà phương làm một ngày con 12 giờ 16 giờ đồng hồ mà phương không những có hai người con mà phương có đến bốn người con à, mà con của phương cái bé thứ tư không phải là bốn tuổi giống như con của bạn mà bé của phương con thứ tư là hai tuổi thôi 2 à, tuổi, bé thứ ba 14 tuổi thôi Nhưng tại sao Phương làm được Phương cũng là phụ nữ, tại sao Phương làm được Mà tại sao em không làm được à, Sau đó thì em cũng suy nghĩ lại và em đã ra quyết định là học tập đó. Thế nên đâu đó mình cũng là một cái tấm gương Mình cũng là à, cái người gieo được niềm tin cho người khác Thì chính cái niềm tin đó, bản thân mình cũng phải tự tin là mình làm được Người khác làm được thì mình cũng phải làm được Phương làm được, anh chị em chúng ta cũng làm được quan trọng là chúng ta có người bạn đồng hành hướng dẫn hỗ trợ đồng viên khích lệ với mình mỗi ngày mỗi ngày đúng không ạ thì mình làm được ờ, chắc chắn là chúng ta làm được với những kiến thức rất là dễ hiểu rất là dễ ứng dụng à, nó đi thẳng sâu vào trong tầng tiềm thức của mình luôn cho nên chúng ta rất dễ dàng để mình tạo kết quả thế thì chúng ta hãy lựa chọn đừng có bao giờ chúng ta lựa chọn những cái thứ mà nó qua đi chúng ta không lựa chọn lại được đúng không hãy lựa chọn ngay từ bây giờ luôn đó là một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta À, chinh phục cái mục tiêu của mình dễ dàng nhất Và một yếu tố thứ hai nữa Đó chính là chúng ta cần phải có một cái tổ chất Tổ chất của những người thành công à, Tổ chất của người thành công thì theo anh chị em chúng ta Người thành công họ có tổ chất gì là nội rồi nhất Mà cái tổ chất đó quyết định cái sự thành công của họ Ví dụ như chúng ta có một mục tiêu Nhờ cái tổ chất này Nếu như anh chị em chúng ta có tổ chất này Chúng ta phải chinh phục được mục tiêu của mình Thế anh chị em chúng ta đó là tố chất gì? Tố chất gì ạ? <laughs> à, kiên trì rồi cảm ơn bạn Vũ Vi ha. À, bạn Vũ Vi rất là năng lượng ha. Tối nào cũng cũng thể comment rất là nhanh luôn. Xin cảm ơn bạn ha. À, bạn uh, kiên trì, bạn Phạm Yến cũng kiên trì. Rồi gì nữa? Rồi kiên trì rồi. Kiên trì giống thêm một cái yếu tố gì sau chữ kiên trì nữa? Mình thường nói kiên trì rồi đến để... chấm 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 cái gì? kỷ luật rồi gì nữa, ừ oh, rất là tuyệt vời là học kiên trì học tập kỷ luật bên bị. rồi gì nữa thêm một chữ thêm một cái à, một tư nữa, bên bỉ kiên trì nhất quán nhất quán với điều gì kiên trì với điều gì bên bỉ với điều gì đúng không? kiên trì nhất quán bên bỉ kỷ luật với mục tiêu của mình và không bao giờ bỏ cuộc đúng không ạ chúng ta thấy không ạ không bao giờ bỏ cuộc là một trong những cái tổ chất vô cùng quan trọng của người thành công chỉ có bỏ cuộc thì mới không thành công thôi còn nếu như chúng ta đi chắc là sẽ tới đúng không đi thì sẽ tới à, chúng ta không đi nhanh thì chúng ta đi chậm đi nhanh đi chậm rồi cũng sẽ tới nếu như chúng ta đi nhanh thì chúng ta tới đi nhanh hơn còn nếu như chúng ta đi chậm thì chúng ta tự đích chậm hơn. Còn nếu như chúng ta dừng lại đồng nghĩa là chúng ta không bao giờ tới đích. Đúng không? Thế nên một trong những cái tổ chất rất là tuyệt vời của người thành công mà chúng ta cần phải trang bị cho mình để mình chinh phục mọi mục tiêu của mình, chinh phục con đường hướng tới sự thịnh vượng thành công của mình. Đó chính là không bao giờ bỏ cuộc. Đúng không ạ? Đó. À, để có được cái sự thành công thì anh chị em chúng ta cần phải kiên trì cần phải kỷ luật cần phải nhận lại đó giống như lúc này chúng ta vừa mới comment này rất là chính xác luôn ra không bao giờ bỏ cuộc anh chị em chúng ta nhớ ha và việc chúng ta học tập cũng thế rèn luyện những cái thói quen mỗi ngày cũng thế ngày hôm nay không thể mình rèn luyện ngày mai mình nghỉ ngày mốt mình là rèn luyện đúng không thì bao giờ chúng ta hình thành được một cái thói quen tốt đây chắc là à không bao giờ đúng không ạ? Thế nên là đừng bao giờ bỏ cuộc ha. Bỏ cuộc dành cho những người không thành công. Còn với chính bản thân mình, mình đã lựa chọn để giúp cho mình thành công. Thành công trên mọi mặt là mình cần phải kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc. Thế nên chúng ta nhớ ha. Đó. Và một trong thêm một cái yếu tố thứ ba nữa. Đó chính là gì anh chị em chúng ta biết không ạ? Chúng ta comment cho Phương xem thử. Thêm một cái yếu tố nữa Ngoài cái yếu tố kiên trì kỷ luật không bao giờ bỏ cuộc. Ngoài cái tâm của chúng ta phải thiền lành. Rồi tâm của chúng ta phải hướng tới mục tiêu của mình. Rồi một yếu tố gì nữa mà cứ mỗi buổi tối trước chương trình của Phương là chúng ta cùng nhau làm. Chúng ta comment giúp Phương ạ. Biệt ơn. Rồi siêu tuyệt vời. Xin cảm ơn à, bàn mị duyên. Đó chính là lòng biệt ơn ha. À, rất là tuyệt vời luôn. À lòng biết ơn và chúng ta sẽ biết ơn trong mọi tình huống. À, trong mọi tình huống có nghĩa là cho dù cái điều chúng ta muốn hay không muốn nó đã đến với mình thì chúng ta luôn luôn trân trọng và luôn luôn biết ơn, đúng không ạ? Biết ơn với những cái thứ mà chúng ta không mong muốn thì đó mới là cái điều vĩ đại. Thế nên là chúng ta hãy luôn luôn trân quý, luôn luôn trân trọng, biết ơn trong mọi lĩnh vực, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp và lòng biết ơn thể làm cho cuộc sống của mình từ những cái việc nhỏ đến việc lớn chúng ta sẽ gì làm với một cái à, tinh thần yêu thương một cái trạng thái tâm lý rất là thoải mái thế nên là à, không bao giờ chúng ta vướng phải những cái điều mình ta không mong muốn đâu và hôm nay phương chia sẻ với chúng ta là những cái à, nguyên tắc những cái nguyên lý cơ chế vận hành của tâm thức mình thì chúng ta sẽ biết được khi chúng ta sử dụng lòng biết ơn thì chúng ta không bao giờ vướng phải cái quy luật thứ ba và cái quy luật thứ ba này thì hầu hết 100% anh chị em chúng ta ai cũng vướng à, hầu hết chúng ta ai cũng vướng kể cả những kể cả những người, người bàn mà học của chúng ta rất là lâu năm rồi kể cả ngay chính bản thân phương phương đã rèn luyện rất là lâu năm rồi nhưng phương vẫn luôn vướng bởi vì cái quy luật thứ ba này nếu như mình chưa thể kiểm soát được nếu như mình chưa chưa có cái sự tập trung trong một cái phút giây nào đó thì chúng ta bị vướng ngay lập tức đó thế nên là cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng để chúng ta chinh phục được cái mục tiêu của mình ứng dụng được bộ công thức của chúng ta à, đó là lòng biết ơn khi mà chúng ta đã làm được ba cái yếu tố này rồi thì anh chị em chúng ta sẽ chạm đến được con người phi thường bên trong của mình chúng ta mong muốn chạm đến con người phi thường bên trong của mình không chúng ta sẽ hợp lực được với vũ trụ bởi vì chúng ta hiểu mình thì mình là một vũ trụ thu nhỏ đúng không ạ thì mình hiểu mình thì chắc chắn mình sẽ hiểu vũ trụ cho nên chúng ta sẽ hợp lực được với cái sức mạnh vô song của vũ trụ giúp cho chúng ta đạt được mọi mục tiêu một cách rất là dễ dàng cho nên là à, thời gian này là thời gian chúng ta đã lựa chọn rồi chúng ta đã quyết định rồi đúng không ạ à, chúng ta hãy học tập phát triển đồng hành mỗi ngày cam kết kỷ luật nghiêm túc để giúp cho chúng ta có được một cái lượng kiến thức xuất sắc nhất, tuyệt vời nhất. Rồi, đó chính là một trong những cái bài học mà Phương muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. À, rồi tiếp tục là chúng ta bắt đầu làm cái việc đầu tiên trong ngày là chúng ta comment những cái thành công trong ngày hôm nay của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta à, có những cái thành công gì? Bởi vì tối qua Phương đã hướng dẫn cho chúng ta đặt hang vụ trụ rồi. Chúng ta đã đặt những cái đơn đặt hàng mà chúng ta mong muốn, muốn có được trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay những cái mong muốn của mình đã về với mình chưa? Chúng ta có được những cái thành công gì rồi? Thì chúng ta comment ở khung chat để phương cùng chúng ta ăn mừng. Và thứ hai nữa là chúng ta lấy cái vụ quỷ tự do tài chính này ra để chúng ta cùng nhau bỏ vào đây là số tiền. Bao nhiêu cũng được để chúng ta rèn luyện thói quen cho tiềm thức của mình ha. Rồi hôm nay Phương lại bỏ vào quỹ tự do tài chính của Phương là đã... à, số tiền năm trăm à, chúng ta hãy khi mình bỏ tiền vào mình sẽ điệu, à, làm một cái neo cảm xúc chúng ta hôn vào điệu, ở đầu ngón cái của mình cầm tiền và mình hôn vào đầu ngón cái và mình sẽ chạm vào hai vai đây chỉ là một cái kỹ thuật neo neo cái cảm xúc này này đúng không ạ Tiêm tức chúng ta rất là thích cảm xúc cho nên chúng ta cần phải sử dụng những kỹ thuật những cái biện pháp phương pháp thì bây giờ Phương sẽ bỏ vào đây quỹ tự do tài chính của mình 500 ngàn và 500 ngàn sẽ giúp cho Phương gia tăng được là 500 triệu, 500 tỷ về với mình. Đúng không ạ? Tôi là 500 hụt tiền và hụt tài sản. Sau khi chúng ta đã bỏ vào quỹ tự do tài chính của mình rồi thì chúng ta phải viết số à, số dư của chúng ta vào trong cái quyển sổ à, thành công của mình đúng không ạ? À, ngày hôm nay là ngày mùng 5, hôm qua là mùng 4 này. Mùng 4 tháng 3 thì Phương bỏ vào À, Quỷ của Phương là 50k. Hôm nay là mùng ngày mùng 5 tháng 3 thì à 500 nữa là tổng số dư của Phương hôm nay là 500 550. mươi à, anh chị em chúng ta bắt đầu mình bỏ đi ha. Đấy đây là quyển sổ mình sẽ ghi như thế này. À. Chúng ta ghi vào sổ của mình để mình tập trung vào số dư. Chúng ta hãy tập trung vào số dư để cho số dư mở rộng đến với mình nhiều hơn. À, anh chị em chúng ta à, không biết là mình đã chuẩn bị cho mình được được gì ạ được cái hụ quỹ tự do tài chính như hôm qua phương đã hướng dẫn hay chưa nếu như ai đã có rồi chúng ta nhớ lên trên màn hình giúp phương rồi phương xin chúc mừng chị hiền rồi, ai nữa ai nữa rồi đây nha phương có sẵn này biết anh chị em chúng ta nếu như tối hôm nay chúng ta chưa có thì bắt đầu xong cái buổi dung này chúng ta làm nha nếu như trước có bây giờ tạm thời chúng ta chuẩn bị cho mình một cái phong bì hoặc là phong báo lì xì si như thế này chẳng hạn này chúng ta bỏ tiền của mình vào đây hoặc ví dụ như chúng ta đi công tác đấy thì chúng ta không mang cái hũ này của mình đi được thì chúng ta mang cho mình một cái phong bao lì xì si, hoặc là cái phong phong bì thư ấy chúng ta hãy bỏ tiền của mình vào đây rồi sau khi chúng ta về nhà chúng ta lại lấy tiền từ cái phong báo phong bi này ra mình bỏ vào cái hũ của mình à, anh chị em chúng ta nhớ nha nhớ làm kỷ luật ha nhớ làm đúng kỷ luật ra để cuối tháng nhớ tổng kết xem thử tháng này chúng ta bỏ quỹ tự do tài chính của mình là tổng số tiền được bao nhiêu nếu như à, khi mình không học thì chắc cái số tiền đó chúng ta cũng không giữ được chúng ta cũng không tích lũy được bởi vì chúng ta cứ nghĩ là cái số tiền nhỏ này thôi thì khi nào để cho nhiều đã là chúng ta tiết kiệm luôn để cho nhiều chúng ta quản lý luôn đúng không phương cũng có những cái bàn của phương như thế đấy à khoe rất là mừng vui chị ơi tháng vừa rồi em mà làm mà có đến 3 triệu, 3 triệu mấy. Thay vì ngày xưa em không làm thì chắc là 3 triệu mấy đó em cũng không biết nó đi đâu về đâu luôn. Cũng không biết không có trong tay của mình luôn. Nhưng bây giờ em làm tự nhiên em có cái số tiền đó rất là vui và rất là cảm xúc. À, thế nên là chúng ta làm nha. À, anh chị em chúng ta đồng ý không ạ? Nếu như đồng ý chúng ta comment cho Phương con số là tôi đồng ý 100%. <laughs> Phương nhìn thấy anh chị em chúng ta... À, chưa thấy cái cảm xúc của chúng ta được bao nhiêu này rồi, rồi, rất là tuyệt vời. Tôi đồng ý 100%. Chính xác luôn ha. Chúng ta đã hứa, chúng ta đã cam kết là phải làm nha. Đó. Bây giờ là đang muốn liền tiêm thức của mình đấy. Thay vì chúng ta để cho nó nằm ngủ yên đi thì không sao cả. Bây giờ chúng ta đang thức, nó dày rồi. Cái sức mạnh tiêm ẩn bên trong con người của mình cái à có sức mạnh kinh khủng nó đã dày rồi thì chúng ta cần phải làm đúng làm chuẩn để mình huấn luyện nó đi theo cái suy nghĩ của mình, đi theo cái mục tiêu của mình. Còn nếu như anh chị em chúng ta đã thức dậy rồi chúng ta làm nửa vời thì xem như chúng ta tha không biết còn hơn. Còn đã biết rồi là phải làm đúng nghiêm túc, làm đúng kỷ luật để cho mình huấn luyện được con người phi thường bên trong của mình. Bởi vì từ xưa đến nay chúng ta làm theo bản năng. À, chúng ta chưa huấn luyện, chúng ta chưa biết cách để chúng ta huấn luyện cái sức mạnh bên trong cơ thể của mình. Thì bây giờ chúng ta đã biết cách, chúng ta đã thức cái sức mạnh đó dày rồi. Thì chúng ta cần phải huấn luyện chính xác từng bước một. Giống như con chúng ta mà khi đi vào, à, vào bộ đội đấy, thì vào đó là bắt đầu huấn luyện đúng không? Huấn luyện rất là kỷ luật luôn, kỷ luật thép luôn. vào và ở trong những cái danh trà bộ đội thì chúng ta thường thấy là à, có một cái dòng chữ đỏ đấy, kỷ luật là sức mạnh. Thì chính chúng ta cũng về mình cần phải kỷ luật với chính bản thân mình. Thì tiềm thức của mình, cái kho bảo bên trong cơ thể của mình, cái người khi thường khổng lồ À, vô hình nó sẽ theo dõi từng lời bạn nói từng suy nghĩ của bạn từng hành động của bạn ngày hôm nay mình suy nghĩ một đằng mình nói một nẻo mình hành động một hướng thì chắc chắn là chúng ta luôn 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 có cái cách làm như thế luôn luôn có kết quả như thế và suốt cuộc đời mình không thay đổi thì mình vẫn cứ có kết quả như thế đúng không? thế nên chúng ta phải kỷ luật ha à, rồi rất là tuyệt vời. Phương xin chúc mừng tất cả những anh chị em mình đã làm cho mình cái hủ quỷ tự do tài chính và mình đã làm đúng chuẩn theo từng bước. Phương đã hướng dẫn, phương đã chia sẻ. À, tiếp theo thì hôm nay Phương cùng với chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu những cái quy trình, những cái gì à, cơ chế vận hành cái tâm thức của mình, à, cơ chế vận hành tâm thức của chúng ta. Như Phương đã chia sẻ ngay từ cái buổi đầu tiên đó chính là tâm thức của chúng ta là bao gồm có hai phần, đúng không ạ? Phần thứ nhất chính là ý thức phần thứ hai là tiềm thức hai phần này nó giống như một tảng băng trôi đấy phần nội ở trên bề mặt và phần chìm ở dưới tảng băng thế nên là hôm nay chúng ta sẽ học kỹ học sâu cái quy trình hoạt động của cái phần chìm ở dưới tảng băng có nghĩa là chúng ta sẽ học cái cách để mình biết được con người bên trong của mình nó vận hành như thế nào giống như việc chúng ta mua chiếc máy giặt chúng ta mua cái máy điều hòa về chúng ta cần phải học đúng không ạ học để mình sử dụng mình phát huy hết những cái tác dụng những cái chức những cái công năng của cái chiếc máy đó bây giờ cơ thể của mình cũng thế nó là một kho báu nên chúng ta cần phải học và gì yeah, ạ? quy luật đầu tiên để vận hành cái con người khổng lồ bên trong của chúng ta đó là quy luật niềm tin quy luật niềm tin rồi chúng ta cứ comment ha comment những thành công của mình à, tí nữa phương chia sẻ xong cái phần này phương rệt ăn mừng thành công với toàn thể chúng ta rồi quy luật niềm tin à, bởi vì tiềm thức của chúng ta được ví như là một mảnh đất màu mỡ và dạ, cái mảnh đất màu mỡ này rất là dễ tính À, rất là chất lượng nhận gieo trong bất kỳ một hạt mầm hạt giống nào khi mà ý thức của chúng ta đã lựa chọn và quyết định gieo vào mảnh đất màu mỡ này đúng không ạ à, đã, quyết định và đưa gieo vào bây giờ chắc là phương phải vẽ cái bảng để anh chị em chúng ta dễ hiểu hơn chúng à, ta dễ à, Rồi, chúng ta đã nhìn thấy cái bảng trắng của Phương rõ chưa? Chúng ta comment cho Phương phụng số 2 nha. Rồi, cảm ơn toàn Thị anh chị em mình rất là nhiều ha. À, bây giờ Phương sẽ về cái quy luật vận hành tâm thức. Rồi bây giờ chúng ta cùng với Phương nha, mình quan sát nha. Ở đây là quy luật số 1 quy luật niềm tin tiềm thức của chúng ta là một mảnh đất màu mỡ này đây, đây chính là một cái mảnh đó. mảnh đất màu mỡ đúng không ạ đó. mảnh đất màu mỡ rất là tiềm năng đó, và không phân biệt hạt mầm hạt giống nào hạt giống tốt cũng nhận luôn hạt giống chưa tốt cũng nhận luôn hạt giống tích cực nhận hạt giống không tích cực cũng nhận bất kể hạt giống nào mà ý thức của chúng ta đã lừa cho đưa vào thì tiềm thức đều ươm mầm và nảy thành cây trải cho mình đúng không ạ đó cho nên là ai là người đưa ra quyết định gieo trong cái hạt mầm này ạ chính chính tiềm thức của mình chính cái ý thức của mình đưa vào đó ý thức của chúng ta sẽ đưa vào đây ha đó. đưa vào đây những cái cây này cái hạt mầm này và hạt mầm này sẽ hạt mầm màu xanh thì sẽ nảy mầm cây màu xanh đó nó thấy không ạ và cái màu xanh thì sẽ gì ạ? ra hoa và kết trái đúng không ạ ra hoa kết trái cho mình cho nên là à, khi mà ý thức của chúng ta đã lựa chọn một cái hạt mầm nào đã gieo trong vào mảnh đất màu mỡ của tiềm thức thì à, nó sẽ nảy mầm thành cây trái đúng theo chủng loại mà mình đã đưa vào chính vì vậy là khi mà chúng ta gieo vào cái mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình một cái hạt mầm ví dụ như là cái niềm tin chúng ta gieo vào đó là gì ạ à, công việc này khó lắm Dậy sớm là khó lắm, mình chưa có thói quen Hoặc là thức khuya là khó Đúng không ạ? Mình không làm được đâu Rồi gì là à, Mình, gia đình của mình là Xuất thân là à, làm công việc truyền thống rồi Đúng không ạ? Thì mình bây giờ mình ra kinh doanh chưa gì đâu Mình ra kinh doanh chắc chắn là bị thua lỗ, Mình à, khó cái này Mình khó cái kia, tất cả mọi thứ Chúng ta đều gieo một cái niềm tin đó Vào trong cái mảnh đất màu mỡ của tiêm thức Thì theo anh chị em chúng ta mình có Nảy mầm thành cây trái như thế nào? Mình gieo hạt mầm khó khăn thì mình sẽ nhận lấy cái kết quả bên ngoài là tất cả mọi công việc, mọi ngành nghề, mọi cái sự kiện đến với mình trong cuộc sống nó đều là khó khăn. Đúng không ạ? Nó đều rất là khó khăn luôn. Bởi vì khi mà cái quy luật đầu tiên này này, quy luật niềm tin, bản thân mình tin điều gì thì điều đó sẽ đến với mình. Bản thân mình tin mình là người thành công mình lặp đi lặp lại cái điều đó mình lặp đi lặp lại mình gieo vào trong mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình mình thành công thì tất cả mọi cái sự việc sự vật đến được cuộc đời của mình cho dù khó khăn cửa nào cho dù thách thức cửa nào thì chúng ta vẫn luôn có được một cái động lực có một nghi lực để chúng ta vượt qua chúng ta chinh phục được cái con đường thành công của mình rất là dễ bởi vì chúng ta đã tin và chúng ta tin thì chúng ta đã gieo vào cái mảnh đất màu mỡ này này và mảnh đất màu mỡ này thì đã một khi đã gieo vào thì chắc chắn nó sẽ nảy mầm nảy mầm đúng theo chủng loài mình đã gieo cho nên không thể mà mình gieo rồi mình lại là, là gì ạ à? mình lại nhổ nó lên được bởi vì mình đã gieo xuống nó rồi đúng không ạ ngày hôm nay mình bảo là mình là người thành công ngày mai mình bảo là mình không thành công được rồi mình lại cứ lặp đi lặp lại điều gì chúng ta lặp điều gì chúng ta cảm xúc nhất thì tiềm thức của chúng ta cho mình à, hôm nay chúng ta gieo hạt mầm thành công những ngày mai chúng ta nói là chúng ta không thành công thì hai hạt mầm đó tiềm thức của chúng ta đều nhận rồi và cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều thì cho chúng ta kết quả nó đến trước ví dụ chúng ta bảo là chúng ta không làm được đâu chúng ta chúng ta bảo là khó lắm, chúng ta bảo là à, bây giờ à, xã hội kinh tế hiện tại bây giờ chưa dễ để mình thành công rồi, mình sẽ gặp những cái đối tác chưa được tuyệt vời, mình sẽ bán hàng không được đâu, mình sẽ thức khuya về sớm là sẽ mất ngủ rồi, cái trạng lại tinh thần của mình không có thói quen như thế, tất cả những cái niềm tin đó nó sẽ hình thành nên cái hệ thống niềm tin và hệ thống niềm tin đó nó sẽ kích hoạt cho anh chị em chúng ta có cái gì, có những cái cảm xúc, có những cái hành động để mình Yeah. mình làm những cái việc trong ngày của mình nó không bao giờ có kết quả làm việc nửa vời trạng thái năng lượng cảm xúc của mình luôn luôn là vì vì sao đồng luôn luôn bị mất tập trung cho nên là tiềm thức của chúng ta sẽ hưởng cho mình cái điều đó trước còn khi mà chúng ta bắt đầu gì yeah, ạ bắt đầu có cái sự tỉnh táo trở lại chúng ta lại tiếp tục ra quyết định là à tôi phải thành công thôi tôi là người thành công tôi phải thành công tôi phải tự do về thời gian tôi phải tự do về tài chính nếu như tôi không tự do về tài chính thì gia đình tôi chưa được sướng con tôi chưa được kia có môi trường học tập bố mẹ tôi già rồi à, không thể chờ đợi tôi chúng ta liên tục quả quyết liên tục khẳng định như thế thì ngay lập tức cái hạt mầm cũ mà ngày xưa chúng ta đã gieo đấy cái hạt mầm mà mình đã gieo là tôi thành công nhưng sau đó chúng ta lại quay ngược lại đấy thì chính cái dữ liệu cũ đó Ngày hôm nay nó sẽ tiếp nhận thêm những cái dữ liệu mới đồng nhất với cái dữ liệu cũ chúng ta đã gieo thì chính lúc này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện theo những cái phương pháp theo những cái cách làm mà phương sẽ liên tục liên tục hướng dẫn với chúng ta trong những ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu là gì ạ? Gieo một cái niềm tin mình là người thành công, gia đình mình là hạnh phúc viên mãn tròn vẹn suốt cuộc đời, rồi đối, đối tác của tôi là người có trạng tâm nhìn lớn đúng không ạ? Rồi khách hàng của tôi là người dễ tính, dễ thương, dễ chiêu, mua nhanh chuyện tiền nhanh. Tất cả những cái hạt mâm hạt giống đó chúng ta là người phải lựa tròn và gieo vào. Và ý thức của chúng ta cũng có một cái điều tuyệt vời nữa là ý thức của mình có khả năng loại bỏ sự ám thị tất cả những cái điều mà ở môi trường bên ngoài tác động lên bản thân mình, bảo là không thành công được đâu, bảo là đọc sách không thành công đâu, mất thời gian, đúng không ạ? Bảo là Luga à, lua gà, đúng không? Chúng ta đã bao giờ nghe chưa? À, vào đó là lua ga đấy. Sau rồi cái này cái kia đấy. À, câu lạc của chúng ta, liên minh của chúng ta không mua bán bất kỳ một sản phẩm dịch nào. À. Mỗi anh chị em chúng ta vào đây là mỗi người sẽ có một công việc ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng khi chúng ta đã lựa chọn vào đây bởi vì chúng ta rất là khát cầu trí thức. Chúng ta mong muốn mình dành cái thời gian dư thừa này ra để mình đón nhận những kiến thức, những cái bí kịp mới để cho mình có được một cái kết quả khác đi. À, cái sự thành công chúng ta nói dễ dàng hơn thì chính cái hạt mầm đó là ý thức chúng ta có quyền lựa chọn đúng không ạ Nhưng những cái người bảo mình không làm được đâu bảo mình là như thế này thế kia thì bản thân chúng ta có khả năng loại bỏ đúng không ạ chúng ta loại bỏ nó ra đi mình từ nói với chính bản thân mình là tôi là thủy thủ tôi an toàn khi mình nói câu nói đó ra là ngay lập tức tiềm thức của mình ý thức của mình được bảo vệ rất là nghiêm ngặt luôn không bao giờ cái suy nghĩ đó nó đi trong tầng tiềm thức của mình nữa. Thế nên là cái mảnh đất màu mờ của tiềm thức này rất là vi diều này, chúng ta gieo vào cái gì thì chúng ta được đón nhận cái đó. Chúng ta gieo cái gì ạ? À gieo suy nghĩ. Gieo suy nghĩ thì chúng ta sẽ gặt được cái gì ạ? gặt được hành động. Đó. À. Rồi gieo hành động thì chúng ta sẽ gặt được thói quen và thói quen đã hình thành rồi thì kết quả nó tự động tự khắc nó đến đúng không ạ cho nên là khi mà chúng ta học ấy, chúng ta sẽ biết được cái nguyên nhân gốc rễ vì sao chúng ta chưa thành công về tài chính bởi vì hầu hết chúng ta thường tập trung vào hóa trái ở bên ngoài đó chúng ta hay tập trung vào cái thế giới ở bên ngoài này này đúng không chúng ta tập trung vào đi hải hoa đi hải quả đó cứ hái hết cây này rồi đến cây khác tìm kiếm công việc này rồi đến công việc khác à, công việc này chưa đáp ứng được cuộc sống chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm công việc khác rồi công việc khác lại tiếp tục tìm đến những cái công việc khác nữa thế nên là chúng ta đi suốt chạy suốt không có thời gian nghỉ ngơi không có thời gian chăm sóc sức khỏe cũng không có cái thời gian để mình ngừng à, chừng lại một phút một giây để mình quan sát lại à mình làm như thế đã đúng chưa mình làm như thế đã à, phù hợp với cái công việc của mình với cái xu thế hiện tại bây giờ chưa cho nên là chúng ta chưa có được cái sự thành công lớn bởi vì sự thành công lớn như hôm qua phương chia sẻ cái lý do thứ hai đấy là do chúng ta chưa có cái bồ tư duy gốc rễ này này Bồ tư duy gốc rễ của người thành công giàu có chúng ta chưa có mà chúng ta thương thường mô phỏng theo người thành công giàu có là mô phỏng theo hành động mà thôi đúng không ạ mô phỏng theo hành động thì chắc chắn rồi chúng ta kết quả không như mình muốn còn mô phỏng theo cái suy nghĩ theo cái niềm tin của người thành công thì chúng ta biết cách để chúng ta thành công Đó. cho nên là chúng ta hãy gieo lại cho mình những cái niềm tin ví dụ ngày xưa chúng ta bảo là mình không thành công bây giờ chúng ta phải gieo là mình là người thành công đúng không chúng ta không tin tưởng mình từ mình thành công thì mình cần phải lựa chọn hạt mâm hạt giống để mình gieo trong vào cái mảnh đất màu mỡ này mình là người gieo không ai ngoài chính bản thân mình nếu như mình không gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ không có cái để chúng ta gặt đúng không ạ chính vì vậy nếu như chúng ta không kiểm soát được cái cảm xúc của mình chúng ta không kiểm soát được cái suy nghĩ của mình thì chúng ta cũng không kiểm soát được cái hạt mầm hạt giống mình gieo vào cái mảnh đất màu mỡ tiềm thức của chúng ta luôn Đó, anh em chúng ta thấy không? đôi khi chúng ta nghĩ đơn giản nhưng thực sự khi chúng ta càng học chúng ta càng thấm thì chúng ta càng à, càng thấy được cái tâm quan trọng của cái việc, mình cần phải làm chủ được cái suy nghĩ của mình, làm chủ được cái ngôn từ, lời nói, hành động, hành vi để cho mình có được những kết quả tuyệt vời. Đó. Cho nên là à, kết quả ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta biết được lý do vì sao rồi, đó chính là do suy nghĩ và quyết định và sự lựa chọn của chúng ta trong quá khứ đúng không ạ? Do mình đã lựa chọn trong quá khứ giống như ngày xưa Phương lựa chọn đấy. À, Phương lớn lên là Phương đi dày, Phương lựa chọn đi làm giáo viên mầm non luôn. Phương lựa chọn bởi vì Phương rất là thích vẽ, Phương rất là thích cắt, rồi cắt dán rồi, theo thùa rồi may vá. Phương rất là thích những cái thứ đó. Thế nên là à, Phương nghe tất cả những người bạn xung quanh Phương này lớn lên đi làm giáo viên mầm non đi. Vào mầm non là đá hề luôn đấy. Làm được tất cả những gì mà bạn muốn đấy. Thế là Phương nghe theo và Phương, Phương đi theo cái ngành nghề lĩnh vực đó luôn. À, anh chị anh người ta thấy đúng không ạ nếu như ngày hôm nay chúng ta vào môi trường chúng ta vào môi trường bản thân chúng ta sẽ có sự lựa chọn đúng không ạ chúng ta bây giờ đã có cái công việc của mình đang làm rồi rất là tốt rồi tạo ra cho mình một dòng tiền rất là tốt rồi thì bây giờ chúng ta vẫn có quyền lựa chọn tiếp đúng không ạ chúng ta lựa chọn học thêm cho mình những kiến thức học thêm cho mình những kỹ năng à, chúng ta lựa chọn cho mình một cái môi trường thật là tuyệt vời thay vì một cái môi trường chúng ta đang làm chưa giúp cho chúng ta có kết quả bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn một cái môi trường để mình roi vào đó mình lựa chọn cái mối quan hệ để mình chơi để mình nói chuyện để mình gì ạ mình đi cùng rồi mình lựa chọn đọc quyển sách nào mình lựa chọn bàn để mình chơi nó vô cùng quan trọng đó. bởi vì việc của chúng ta là phải gì ạ, xóa đi tất cả những cái niềm tin cũ nếu như mình giữ cái niềm tin cũ thì chắc chắn chúng ta không có kết quả mới À, mình cần phải gieo vào chính bản thân mình những cái niềm tin mới như lúc nãy Phương vừa mới chia sẻ đấy bởi vì anh chị em chúng ta biết sao không ạ à, Phương cũng đã trải qua rồi ngày xưa Phương cực kỳ là cố cố chấp luôn đấy à, tại vì Lê Đức bảo Phương là em đọc sách đi em đọc sách đi sách rất là tốt đấy bởi vì anh đi học tất cả những khóa phát triển bản thân trước Phương Phương ở nhà Phương sinh con là Phương đi làm ấy Phương không có À, được cái tư duy để mình học, học tập phát triển bản thân mở rộng thêm đâu thì tại việt lê đức đi học về và đưa sách về rất là nhiều bảo phương là em đọc sách đi phương bảo là đọc sách có tiền đâu mà đọc đọc sách có tiền thì đọc à, phương rất là thực tế luôn nếu như ngày hôm nay anh bảo em đọc sách đọc sách mà ra tiền là em sẵn sàng đọc làm cái gì ra tiền mà không vi phạm pháp luật là phương sẵn sàng phương làm à thế nên tại việt lê đức bảo cứ đọc sách đi rồi có tiền từ khắc tiền nó đến phương không bao giờ phương đọc luôn đúng không? nhưng mà à, đã có một cái cách ví dụ như hôm nay trong phòng dung của chúng ta anh chị em chúng ta có những người bạn hoặc là những người chồng người vợ của mình nếu như chưa tin vào điều mình nói đọc sách mà chưa giúp cho mình có kết quả thì chúng ta cứ yên tâm đi chúng ta có cách đó là mưa dầm thấm lâu chúng ta không à, phản đối cũng không là gì ạ, cũng không thể hiện cái cảm xúc của mình để cho cái gia đình chúng ta căng thẳng lên mà thay vì thế chúng ta hãy mở sách nói À, chúng ta kể những cái câu chuyện, chúng ta chia sẻ những cái bài học, những cái câu chuyện trong những cái giây phút khoảnh khắc mà vui vẻ đấy đúng không ạ? À? Những cái giây phút mà gia đình chúng ta vui vẻ, à, hòa hợp ấy, thì chúng ta hãy mở sách nói, chúng ta chia sẻ những câu chuyện đó. Thì từ dân dần từng bước mưa dầm sẽ thấm lâu. Bản thân Phương là người trải nghiệm từ chính cái phương pháp này, đó là tại Việt Lê Đức tối nào cũng mở sách nói bản thân mình không nghe cũng phải nghe nếu như mình không nghe thì mình làm căng lên thì gia đình của mình không có sự hòa hợp thôi thì trời không nghe đất thì đất nghe trời đúng không ạ phụ nữ mình mà um, bây giờ chồng chưa nghe mình thì mình phải nghe chồng thôi thế thì nghe như thế thì không sao cả thế thì con của mình rất là thích sau khi con mình thích thì bây giờ mình không thích nhưng mà con mình thích thì mình cũng phải làm mở cho con mình nghe nó và khi mình nghe thì tự động tiềm thức của chúng ta có dữ liệu mới và cái dữ liệu mới nó đã làm cho chính bản thân mình có cái niềm tin với sách với vợ hơn niềm tin với những cái kiến thức đâu đó trong mình chia sẻ cho mình mình hiểu hơn Bàn của mình chia sẻ hoặc là mình nghe trên đài báo thông tin à, thông tin à, trên những cái trang thương mại trang trang mạng này thì mình tin tưởng hơn và chính từng bước từng bước và tiêm thức đã dẫn dắt trong một trật từ linh thiêng khi nghỉ hè phương đi vào sài gòn là phương đăng ký đi học cái lớp phát triển bản thân đầu tiên đó chính là ngày xưa phương đi học cái lớp của à, tác giả là về cho con của mình đấy phùng phong Nguyễn Phùng Phong Phương đi học cho con của mình rồi Phương đi học cái lớp là à, đánh thức sự giàu có của Phạm Thị Long Phương đi học rất là nhiều lớp luôn đó và chính những cái giai đoạn đầu tiên là tiên đề là nền tảng đúng không thì bây giờ quay trở lại câu chuyện của mình là quy luật niềm tin nếu như bản thân mình không có dữ liệu thì chúng ta chắc chắn chúng ta không có niềm tin cho nên dữ liệu đó đến từ đâu ạ dữ liệu để cho chúng ta biết được là sức mạnh phi thường bên trong con người của mình là có thật thì chúng ta cần phải đọc sách sức mạnh tiềm thức chúng ta cần phải vào môi trường có tất cả những người bạn đang đọc chung quyển sách với chúng ta đang học chung với chúng ta những cái kiến thức những cái bí kíp đang cùng chung một mục tiêu với mình đó để chúng ta như vậy, chúng ta giao lưu chúng ta học hỏi chúng ta có niềm tin có động lực thì khi niềm tin mình có thì chắc chắn là chúng ta đưa dữ liệu vào rất là dễ dàng đó, đó chính là cái quy luật niềm tin bản thân chúng ta cần phải tin tưởng và như vậy, và làm theo những cái bước mà phương hướng dẫn bởi vì phương muốn chúng ta có kết quả Thế ngày hôm nay Phương chia sẻ nếu như chúng ta không tin thì chắc chắn chúng ta không có kết quả đâu ạ Ví dụ như ngày xưa mình uh, bố mẹ mình bảo là nhà mình nơ lắm nhà mình nghèo lắm đúng không ạ à, Con chi tiêu phải tiết kiệm con phải giữ làm một cái khoản tiền để đề phòng những ngày sau này uh, khó khăn những ngày mà chúng ta không thể xảy đến được à chúng ta không nghĩ đến được nó tự nhiên nó xảy đến ấy, chúng ta cần phải đề phòng Thế thì chúng ta tin vào những cái điều đó đúng không ạ Thì chắc chắn thôi mình không hiểu quy luật tập trung thì mình đang tập trung làm rồi mình không hiểu quy luật hấp dẫn quy luật gì ạ quy luật nhân quả bản thân mình cứ thế mình làm theo những cái lời khuyên của bố của mẹ của ông bà để lại cho chúng ta bởi vì à, tất cả những người yêu thương chúng ta thường cho chúng ta những cái gì ạ những cái lời khuyên để đâu đó giúp cho chúng ta được an toàn giúp cho bản thân mình được đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng cái sự an toàn đó nó làm cho chúng ta ạ, mất đi cái động lực mất đi cái niềm tin của cuộc sống đó, mình tính vào gia đình mình nghèo, mình tính vào gì ạ, gia đình mình nợ thì à, lớn lên mình cũng dựa theo cái niềm tin đó luôn. vẫn có một người bạn, một người em rất là, rất là à, khả năng năng lực rất là tốt luôn. Và gì ạ, bố của bạn bảo là gì ạ, mày không làm được cái gì đâu, lớn lên mày chỉ có là phá sản thôi. Thế thì em đã chứng minh năng lực của mình là rơi quê hương lên thành phố làm việc lên thành phố làm việc và làm nỗ lực làm kiên trì lập gia đình và đã có à, được một khối tài sản rất là lớn mua được nhà mua được xe ở thành phố có công việc kinh doanh rất là tuyệt vời nhưng sau đó gì ạ bởi vì một cái à, chút sơ xuất từ công việc kinh doanh của mình à, sau đó gì ạ bị phá sản phá sản gia đình tan vỡ tôi thử tuổi an toàn ha gia đình tan vỡ tài sản tan vỡ tất cả niềm tin động lực nó trôi luôn bởi vì sao bởi vì đã được gieo từ ngày xưa rồi cái hạt mầm hạt giống này đã được à, mình đã 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 cho nó nằm trong tầng tiềm thức của mình rồi cho nên ngày hôm nay mình cần phải gieo lại những cái niềm tin cũ của mình đúng không ạ niềm tin trong quá khứ chúng ta không tin vào vợ mình không tin vào chồng mình thì bây giờ chúng ta phải gieo lại chúng ta không tin vào đối tác của mình thì bây giờ chúng ta phải gieo lại chúng ta không tin vào cái việc mà năng lực khả năng của mình để mình đứng lên từ đôi tay đôi chân của mình để mình thành công thì mình cần phải gieo lại đúng không ạ đó chính là cái quy luật gieo hạt chúng ta có gieo thì chúng ta có gặt không gieo thì không gặt và tiến sĩ Joseph Murphy à, chia sẻ cho chúng ta rất là kỳ đó chính là mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta việc đầu tiên là mình hãy từ chính bản thân mình nói với mình là tôi là người thành công tôi là người giàu có đó mình phải tự gieo là mình thôi khi mà chúng ta đã gieo hạt mầm xong rồi thì chắc chắn chúng ta cần có à, khoảng thời gian để cho hạt mầm hạt giống của chúng ta nảy mầm ra qua cái trái trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó chúng ta là tiếp tục tiếp nạp những cái thông tin tư duy nâng cao cái gì ạ à, nâng cao cái chỉ số thông minh về tài chính của mình lên đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta có chương trình đọc sách buổi sáng là từ 4 giờ 30 đến 6 mười 15 để cho mình khai phá được cái sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của mình. Sau đó chúng ta lại tiếp tục chương trình buổi tối à, cùng với Phương học tập. Và sau chương trình học tập này thì chúng ta lại có cái chương trình là đọc sách, đọc sách để ra tiền. Đó, đọc sách ra tiền, anh chị em có tin là đọc sách ra tiền không ạ? À, bây giờ Phương hỏi anh chị em mình nha, chúng ta tin là đọc sách ra tiền không ạ? Nếu như tin thì chúng ta comment cho phương là một cụm từ. Cụm từ nào cũng được nếu như tin thì mình comment theo cái niềm tin của mình. Còn nếu như chưa tin đang trên đường tin thì chúng ta comment theo theo ý, theo suy nghĩ của mình. Đó. Thì bây giờ tin chúng ta có làm theo không ạ? Có làm theo để tạo kết quả không ạ? À rất tin, em rất tin, tôi rất tin à làm ạ. À, rồi, rất là tuyệt vời. À. Tin là làm à, làm, đúng rồi làm theo bởi vì làm theo mình mới có kết quả vào 9 giờ 30 chúng ta sẽ cùng nhau đọc những quyển sách nâng cao để phát triển tư duy, kiến thức, trí tuệ, tâm nhìn và đặc biệt là cái gì ạ? Cái tổ chất bên trong của mình, cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần à, bên trong con người của mình đó, rất là tuyệt vời luôn. Từ 9 giờ 30 đến 23 giờ rất là diệu, rất là tuyệt vời luôn bản thân Vương mới bắt đầu tham gia có 4 ngày thôi, 4 buổi thôi mà rất là cảm xúc luôn à, tất cả anh chị em đến với nhau giống như trong một đài đài ấy, có tất cả những kiến thức gì đều chia sẻ cho nhau rất là cởi mở rất là hòa hợp luôn à, với chính cái cảm xúc đó mình đưa vào giấc ngủ và trong giấc ngủ tiềm thức của mình lại tiếp tục đi huy động tất cả tìm kiếm tất cả những cái mảnh ghép những cái nguồn lực bên ngoài vũ trụ để giúp cho chúng ta chinh phục mục tiêu mới trong ngày mai đó đúng không ạ Cho nên là hãy nuôi dưỡng tinh thần của mình Nuôi dưỡng tâm thân trí của chúng ta Trong một cái tư trường năng lượng đỉnh cao nhất Trong một tư trường, trong một dòng chảy của kiến thức tư duy trí tuệ Để giúp cho mình có kết quả tuyệt vời nhất Thế nên nếu như chúng ta muốn Thì chúng ta hãy à, hỏi bàn của chúng ta Để chúng ta à, vào học cái chương trình đó ha, Vào tham gia cái chương trình đó à, Không mất cái gì đâu anh chị em Chúng ta cứ yên tâm mà. Ngay đầu tiên là chúng ta cần phải có niềm tin rồi ạ kết quả cuối cùng mình phải tập trung vào kết quả cuối cùng là mình phải có kết quả là tiền về tiền về từ túi của mình đúng không ạ tiền nó phải về từ túi của mình từ số tài khoản của mình cho nên, nên chúng ta cần phải tin khi chúng ta tin điều đó thì điều đó mới có kết quả đó chính là cái quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin à, niềm tin ha rất là anh chị em chúng ta thấy quy luật niềm tin nó quan trọng không ạ? nếu như ai đó có họ cố tin, gieo vào trong mảnh đất màu mơ của chúng ta những cái hạt mầm không tốt à những cái tư duy những cái suy nghĩ không tốt thì chúng ta hãy loại bỏ nó ra đi đó đúng không ạ hãy loại bỏ ngay ra đi chúng ta cần vậy bây giờ chúng ta phải gieo lại cho phương những cái hạt mầm này lúc này phương có chia sẻ rồi Mình bây giờ để mà chắc chắn hơn thì chúng ta gieo lại cho phương những cái hạt mầm này nha gieo lại à hạt mầm này hạt mầm đầu tiên là hạt mầm về tiền bạc Tôi yêu tiền để tiền yêu tôi. À. Mình cần phải ngưỡng mồ và noi gương những người thành công giàu có. Bởi vì họ là người có kết quả. Và kết quả là tiền. Kết quả là con số. Đúng không ạ? Thế nên mình cần phải gieo lại niềm tin về tiền bạc của mình. Rồi. Thứ hai là mình gieo về niềm tin. Lại hạt mầm về gia đình thường chúng ta cứ có cái tư duy là nếu như mình thành công trong tiền bạc thì gia đình không được hạnh phúc rồi chúng ta thấy cái hình ảnh của bác đằng lê nguyên vũ với cố thảo đấy đâu đó chúng ta lấy đó làm ví dụ làm minh họa đúng không không được như thế hả à, tất cả mọi người đều đúng theo cái suy nghĩ của mọi người thì nên mình là người thành công thì mình phải cần phải làm đúng mình phải gieo lại thôi mình gieo lại để cho mình có một cái kết quả tròn vẹn gieo lại niềm tin thứ ba là niềm tin về về mối quan hệ Mối quan hệ của chúng ta phải là mối quan hệ chất lượng. Mối quan hệ đối tác, mối quan hệ công sư với mình, quan hệ vợ chồng, con cái, bố mẹ, đó chính là những cái mối quan hệ của chúng ta cần phải gieo lại. Yêu thương, hòa hợp, biết ơn, hạnh phúc, đó là những cái từ khóa mà chúng ta đưa vào mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình. Tiếp tục là chúng ta gieo niềm tin về sức khỏe đó. sức khỏe mình đừng bao giờ gieo cho mình là mình lớn tuổi rồi cho nên sức khỏe nó yếu rồi mình lớn tuổi rồi mắt của mình chưa được sáng lớn tuổi là phải đeo kính đúng không ạ rồi sao ạ à, tuổi của mình trải gió trời trời hôm nay đồng trời cho nên là nghẹt mũi sổ mũi cái này cả kia đó đó là một trong những yếu tố là mình đã đọc, đọc trong quyển sách bí mật tư duy chuyển vốn là là đổ lỗi ấy, đúng không? Đó, yếu nạn nhân là đổ lỗi là than phiền là oán trách nên bản thân của mình à, nếu như trong tất cả những cái hạt mầm này có một cái hạt mầm nào đó mà nó chưa như mình mong muốn thì mình cần phải biết ơn những cái hạt mầm đó nhiều hơn mình biết ơn mình yêu thương hơn để cho cái hạt mầm đó nó bắt đầu nảy mầm ra giống như câu chuyện mình à, nghe là gì ạ? chúng ta có hai cái hủ cơm này chúng ta có hai cái cây một cái cây mà chúng ta nói lời yêu thương liên tục liên tục à, thì cái cây đó nó xanh tốt còn cái cây mà mình nói cái lời ghen ghét, ghét đúng không ạ à, Thì cái cây đó nó càng ngày càng héo vàng đi thì bản thân chúng ta cũng thế nếu như tiền bạc của mình như chưa mình mong muốn thì chúng ta hãy biết ơn tiền bạc của chúng ta nhiều hơn nữa hãy biết ơn hãy trân quý Hãy gửi cái tiền của mình đi đúng nơi đúng chỗ để giúp cho mình gia tăng được dòng tiền. Rồi nếu như sức khỏe của mình chưa tốt một cái bộ phận nào đó trên cơ thể, chúng ta hãy biết ơn, biết ơn cái bộ phận đó nhiều hơn nữa, bởi vì chính cái bộ phận đó đã thiếu đi cái tình yêu thương lớn cho nên chúng ta chưa được khỏe mạnh thôi. À, chúng ta đang đọc cái quyển sách buổi sáng là quyển sức mạnh hoặc là chương trình 28 ngày lòng biết ơn hướng dẫn cùng với anh chị em chúng ta làm từng khía cạnh một từng lĩnh vực một rất là tuyệt vời rồi đúng không thế nên chúng ta hãy nhớ bài rồi chúng ta hãy gieo lại đó, gieo lại để cho mình có được một cái bức tranh nó hoàn hảo rồi gieo lại cái gì nữa gieo lại niềm tin về bộ tư duy gốc rễ của người giàu niềm tin về bộ tư duy gốc rễ của người giàu Rồi khi chúng ta gieo rồi thì chúng ta luôn phải tưới tắm hạt mầm hạt giống của mình, đúng không ạ? Nếu như mình gieo xuống mảnh đất rồi mình để đó mình đi làm việc mình không quan tâm, mình cũng không để ý, cỏ dài nó mọc lên nó rẻ gì ạ, nó sẽ làm cho cái hạt mầm hạt giống của mình nó coi cọc đi. Thì bản thân của chúng ta cũng thế, khi mà chúng ta đã gieo những cái hạt mầm rồi thì chúng ta cần phải tưới tắm, tưới tắm bằng cách là chúng ta hãy liên tục khẳng định liên tục quả quyết liên tục tập trung vào nó để cho nó nảy mầm đúng không bằng những cái buổi dung bằng những cái kiến thức bằng những cái buổi chia sẻ rồi bằng những cái trang sách đó, bằng những cái tư tưởng năng lượng tập trung vào cái điều mà mình muốn tập trung vào hạt mầm của mình thì chính cái cách tưới tắm đó sẽ giúp cho hạt mầm hạt giống của mình nở nảy mầm thành cây trái ra hoa kết quả cho mình nhanh hơn rất là nhiều đó chính là cái quy luật đầu tiên là quy luật niềm tin đó thì chúng ta thấy không? rất là quan trọng luôn vậy thì mới một quy luật thôi mà thời gian của chúng ta cũng đã à, trôi qua rất là nhanh đó chúng ta thấy không thời gian không bao giờ chờ đợi bất kỳ một ai nếu như ai biết à, nắm giữ kiểm soát được cái thời gian của mình đầu tư à, tuyệt vời cho cái dòng thời gian của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái sự thành công lớn hơn rất là nhiều rồi quy luật thứ À, rồi chắc quy luật thứ hai, thứ ba ngày mai phương chia sẻ với chúng ta, hôm mai phương chia sẻ với chúng ta. bây giờ chúng ta sẽ cùng với phương mình đi làm một phần rất là quan trọng đó là ăn mừng thành công và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đặt hàng vũ trụ chúng ta sẽ đặt sang uh, đi ăn mừng thành công nha anh chị em chúng ta uh, khi chúng ta viết xong rồi thì chúng ta hãy bắt đầu uh, comment tiếp tục những cái thành công của mình nhé bởi vì tối hôm nay là cái buổi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng thành công thế nên là uh, cái phần ăn mừng thành công là địa phương đang đánh gieo vào mảnh đất màu mỡ tiềm thức của mình của anh chị em chúng ta hạt mầm của sự thành công bởi vì chúng ta mới học xong cái quy luật niềm tin mình cần phải gieo đúng không ạ gieo lại những cái niềm tin cho nên là đây cũng là một trong những cái phần rất là quan trọng. Anh chị em chúng ta nhanh tay comment nha. Và Phương sẽ bắt đầu ăn mừng thành công ạ. Và khi ăn mừng thành công thì chúng ta vui mừng phấn khởi vỗ tay, à, thả tim thả like và chúc mừng nha. Chúng ta hưởng ứng theo những cái thành công của bạn mình. Bởi vì tiềm thức của mình rất là thích và tiềm thức của mình không biết đó là thành công của ai đâu ạ. Mà chỉ có biết duy nhất là á à, thành công của chủ nhân mình thế nên anh chị em chúng ta nhanh tay nha phương đã nhìn thấy ở trên khung chat là thành công đầu tiên của à, bạn kè rồi Rồi bây giờ Phương bắt đầu ăn mừng thành công với toàn thể anh chị em chúng ta nha. Thành công ngày hôm nay của bàn Dương Kè. Một là ăn sáng miễn phí. Thứ hai được gặp bàn đối tác công việc rất hài hòa. Thứ ba được gặp bàn lâu ngày chưa gặp. Thứ tư được gửi tiền về nhà cho con làm sinh nhật 14 tuổi. Thứ năm bỏ quỷ tự do tài chính 10 ngàn. Yeah, cảm ơn tiềm thức. Tôi là Nam cho một Hồ Tiên biết ơn cha giàu mẹ giàu cảm ơn tiềm thức cảm ơn tiềm thức cảm ơn tiềm thức siêu tuyệt vời xin chúc mừng bạn dương ke nha chúng ta đều đó là những cái cú pháp để mình có mẹ những thành công này rất là tuyệt vời luôn xin chúc mừng bạn dương ke như vậy là ngày hôm nay bạn đã có năm thành công thì năm thành công này chính là cái nền tảng để cho mình có ngày mai như thành công hơn nữa đúng không ạ chúng ta hãy dựa vào những cái đơn đặt hàng một trụ của chúng ta buổi sáng buổi tối đấy để chúng ta gì ạ nhìn chúng ta quan sát theo dõi tiêm thức của chúng ta hưởng mục tiêu cho mình như thế nào đó cũng là cách để chúng ta huấn luyện tiêm thức của mình đấy rồi tiếp tục chúng ta comment theo à, những cái cụ pháp giống như lúc nãy bạn chia sẻ này đúng không ạ đầu tiên ưu tiên số 1 là ngày hôm nay mình có được những cái điều gì ví dụ tiền về ví dụ khách hàng ví dụ sức khỏe chúng ta hôm nay như thế nào chúng ta đi đường đèn xanh thông thoáng như thế nào công việc ngày hôm nay chúng ta hoàn thiện như thế nào đúng không ạ rồi rất là tuyệt vời phương đại thấy thành công thứ hai của bàn phạm yến hôm nay tôi đã thành công một cách xuất sắc tròn vẹn suốt cả ngày tôi đã hoàn chỉnh bức tranh mục tiêu tháng ba dễ chưa tuyệt vời à, mình có thể ghi cụ thể hơn là tôi đã hoàn thiện hoàn thiện bức tranh mục tiêu tổng lợi nhuận tháng ba của tôi là số tiền bao nhiêu luôn thì quả tuyệt vời luôn đúng không ạ rồi thành công thứ hai là tôi đã nấu à, nấu thuộc uống bây giờ ngôn từ này là chúng ta đang gieo cho tiềm thức của mình nấu thuộc uống đúng không? tôi đã chăm sóc sức khỏe của mình một cách hoàn hảo chúng ta thay đổi cái ngôn từ của mình lại ha bởi vì tiềm thức của chúng ta sẽ bắt từ khóa từ thuốc thuộc thì nói chung là nó chưa tốt cho sức khỏe của mình đúng không ạ thế nên chúng ta thay đổi cái ngôn từ lại à, hôm nay tôi đã chăm sóc sức khỏe của mình rất là tuyệt vời à, thành công thứ ba tôi đã khống chế được à, chúng ta thấy không ạ bây giờ chúng ta vào dung chúng ta học thì chúng ta mới biết được cái ngôn từ chúng ta quan trọng như thế nào này chúng ta hãy nói là tôi thu thủ tôi an toàn phương sẽ phân tích cái cùng cái từ khóa này để anh chị em chúng ta hiểu để chúng ta thay đổi nha ở đây là bạn yến là một bạn mới học ấy mới học chu kỳ đâu thì nên là sử dụng ngôn từ theo theo cái bản năng của mình theo cách hiểu của mình nha. thì ở đây là tôi đã khống chế được bệnh để đủ sức học tập đúng không? mục tiêu thì rất là tốt rất là quan trọng mục tiêu để cho mình có một sức khỏe tốt để mình học tập mình phát triển khả năng bản thân của mình thì bây giờ chúng ta không nói bành nữa mà chúng ta nói là à, sức khỏe của tôi đang hoàn hảo dần lên để tôi có sức khỏe tốt học tập đúng không học tập phát triển sức khỏe của tôi đang tốt dần lên sức khỏe của tôi đang hoàn hảo đúng chúng ta đừng bao giờ đề cập đến cái chữ bành hoặc là cái chữ gì thuốc bởi vì bệnh là tiêm thức cho chúng ta bao nhiêu bệnh tật giống như mình lên google đấy mình bấm một cái chữ là à cái phương thuốc nào để chữa cái bệnh nào thì ngay lập tức nó ra một loạt bệnh hoặc là gì ạ chúng ta sẽ là làm thế nào để cho tôi khỏi bệnh thì ngay lập tức chúng ta nhận tất cả những cái dữ liệu về bệnh này bệnh kia đúng không ạ nhưng chúng ta đặt cái đặt cái ngôn từ ngược lại chúng ta nói là à cách để làm cho tôi khỏe mạnh lên thì ngay lập tức chúng ta đón nhận những cái dữ liệu những cái cách làm Đúng không? Để giúp cho chúng ta khỏe lên. À, Tiêm thức nạo bồ của chúng ta chỉ có bắt từ khóa thôi. Giống như trẻ em đấy. Khi mình à, hướng dẫn cho con mình nói một cái điều gì đó. Thì con mình có thể là chưa nói tròn câu. Thì con của mình chỉ có là vụt cái, đụi, vụt cái câu cuối cùng thôi. Đúng không Ví dụ như con yêu bố hay yêu mẹ. Thì chỉ có nói cái từ là yêu mẹ thôi. Đó. Ví dụ như à, con ăn bánh hay con uống sữa là uống sữa đó chỉ có một từ khóa sau thế nào bôi của chúng ta cũng làm việc y chang như thế ở nên chúng ta lưu ý nhớ ha thay đổi ngôn từ tích cực một chiều theo chiều mình muốn đó. rồi tiếp tục phương lại nhìn thấy thành công thứ của chị Vĩnh Linh ngày hôm nay tiền về tài khoản 12 triệu nhé yeah! cảm ơn tiềm thức tôi là năm trăm tiền quá tuyệt vời thành công thứ hai có ba khách hàng là đến mua hàng thành công thứ tư bỏ quỹ tự do tài chính 100 trăm ngàn để tiền về 100 triệu xuất sắc Thành công thứ tư dậy sớm vào dung học đầy đủ hai buổi. Thành công thứ năm được mời ăn uống miễn phí. Cảm ơn mẹ giàu. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chiều tuyệt vời. Xin chúc mừng chị Vĩnh Minh ha. À, chúng ta khi mình vào dung mà mình đón tư trường năng lượng và tất cả những thành công này là chúng ta bắt đầu chúng ta nói này. À, tôi đón nhận lòng tôi đã đón nhận số tiền 12 triệu về tài khoản của tôi. Lòng tôi đã đón nhận gì ạ? À, một trăm ngàn quỹ tự do tài chính lòng tôi đã đón nhận những cái khách hàng từ đồng hồ cửa mua hàng đó chúng ta cứ đón nhận đi ạ hãy mở cửa đón nhận và chúng ta còn nhớ một câu nói của bác Joseph Murphy không tuyệt chưa kìa mình thấy vui trước sự thành công của cô ấy mình chúc cho cô ấy anh ấy càng ngày càng thành công hơn nữa, càng ngày càng giàu có hơn nữa. Một cái câu nói rất là cảm xúc luôn, đúng không? Chúng ta phải nuôi dưỡng cơ thể của mình, tâm trí của mình trong một cái tư trường cảm xúc hân hoan vui mừng phấn khởi rồi rất là tuyệt vời nha phương xin chúc mừng chị bình linh rất là xuất sắc, sắc luôn tiếp tục thành công ngày hôm nay của bạn phạm loan một là tiền về tài khoản 447 trăm bốn mươi bảy cảm ơn tiềm thức thôi là nam trong một tiền thành công thứ hai bỏ quỷ tự do tài chính 20 mươi ngàn thành công thứ ba đi làm vui vẻ cả ngày thành công thứ tư có sức khỏe hoàn hảo thành công thứ năm vô dung học buổi tối siêu chất lượng nhận nhiều kiến thức giá trị cảm ơn à cảm ơn ai ạ chúng ta đang học lòng biết ơn đúng không chúng ta phải cảm ơn người bạn đã gửi đường link cho mình đầu tiên là mình phải cảm ơn mình này à, cảm ơn tiềm thức cảm ơn tiềm thức à, rất là tuyệt vời cảm ơn tiếp theo là cảm ơn người bạn của mình đã gửi đường link cho mình Bạn tên gì cảm ơn rồi cảm ơn tiếp theo là à, cảm ơn phương đã gửi đường link à phương đã chia sẻ những kiến thức cho anh chị em mình đúng không ạ rồi rất là cảm ơn toàn thể chúng ta nha rất là xuất sắc xin chúc mừng bạn phạm loan ạ à, quá tuyệt vời tiếp tục thành công ngày hôm nay của bạn ngọc mai tôi đã đặt hàng vũ trụ à đặt hàng vũ trụ là những cái đơn hàng gì chúng ta có thể viết ra luôn à, thành công thứ hai bỏ quỹ tự do tài chính 20 mươi ngàn để tiền về 20 triệu chúng ta luôn luôn cho mình một cái mục đích cuối cùng tập trung vào kết quả cuối cùng bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính để mình gia tăng quỹ tự do lên thế nên chúng ta cứ nói số tiền mình mong muốn đạt được ha đó rồi thành công thứ ba là vào dung học buổi tối nhận được nhiều kiến thức giá trị rồi xin chúc mừng bạn Ngọc Mai rất là xuất sắc. Tiếp theo thành công ngày hôm nay của chị An Trần. Hôm nay với sự trợ <laughs> giúp của mẹ giàu, mỹ kiều Diễm, mỹ thanh dung, tôi đã dọn, à, tôi đã dọn để nhà một căn nhà mới siêu tuyệt vời, siêu cảm xúc. Xin chúc mừng chị An Trần ha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi vô cùng tuyệt vời. Xin chúc mừng chị An Trần quá xuất sắc luôn. À, tiếp tục thành công ngày hôm nay của Mỹ Kiều Diễm. Một là tham gia đầy đủ tất cả các buổi Zoom liên minh gia tộc và câu lạc bộ nhận nhiều kiến thức tư duy siêu tuyệt vời thành công thứ hai chia sẻ môi trường cho hơn 50 người bạn và có có bàn tham gia Zoom học tập phát triển mỗi ngày nhé yeah, siêu tuyệt vời cảm xúc chúng ta thấy không ạ trao giá trị cho cộng đồng rất là xuất sắc luôn chia sẻ 50 người bạn chúng ta thấy không? rất là tuyệt vời luôn chúc mừng sẽ nhưng kêu diễm nha ngày hôm nay chúng ta gieo thì trong tương lai chúng ta có gặt đúng không ạ tiếp tục thành công thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính 50 000 để tiền về 50 triệu hết yes, cảm ơn tiềm thức thành công thứ tư mua thêm những quyển sách đầu tư cho trí tuệ xuất sắc thành công thứ năm gia đình khỏe mạnh con cái ngoan ngoãn thông minh thiên tài cảm ơn tiềm thức cảm ơn tiềm thức cảm ơn mẹ giáo học <laughs> cảm ơn rồi xin tuyệt vời xin chúc mừng gia nhân kiều diệp nha chúng ta thấy không hay quá hay luôn hả? à, khi phương đọc thành công anh chị em chúng ta cảm nhận như thế nào chúng ta có vui không ạ Sao? chúng ta có vui không nếu như vui chúng ta phải cười chứ À, chúng ta vui nữa phải cười chứ được không không thể nào mà vui mà mình không cười được rồi tiếp tục thành công ngày hôm nay của bạn phàm ánh hôm nay tôi đã set up lại spa bắt đầu làm lại chiêu tuyệt vời thành công thứ hai lên kế hoạch kiếm tiền tháng 3 siêu <laughs> tuyệt vời Đó, chúng ta đã có một kế hoạch làm việc xuất sắc ha thành công thứ tư tôi đã dạy con gái thực hành lòng biết ơn xuất sắc thành công thứ năm tôi đã thực hành suy nghĩ tích cực liên tục thành công thành công rồi xung, chúc mừng bạn phạm ảnh nha đó chúng ta thấy ông, học tập như thế ngày nay chúng ta cũng tập trung những thành công như thế thì quá là xuất sắc luôn kết quả liên tục liên tục chúng ta theo dõi không những chúng ta có kết quả đâu mà tất cả những người xung quanh chúng ta đều có kết quả những người bạn những người vợ những người chồng không học những mối quan hệ xung quanh mình con của mình có kết quả có nhiều anh chị em ở việt nam bố học mẹ học nhưng con của mình ở bên nước ngoài ấy, kết quả về âm âm luôn không biết lý do vì sao Tiền về khỏe với mẹ và cho mẹ tiền à, cứ thế đặt mục tiêu cao lên rất là xuất sắc rồi tiếp tục thành công ngày hôm nay của à, Miss Sophia Vương ừ, một cái tên rất là mạnh mẽ hả cá tính ha. tiền về 10 triệu <laughs> thì như mừng <dùng>, à. <laughs> như mừng Sophia Thanh Dương xuất sắc thành công thứ hai tham gia vào dung đầy đủ thành công thứ ba mai mẹ sách à, vô cùng tuyệt vời sách gì chúng ta phải nói ra luôn ha chúng phương bị được chắc chắn rồi mai mẹ sách khuyến học một quyển sách rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ chúng ta đang đọc vào với chương trình chỉ giờ báo mới đấy rất là hay luôn phương rất là cảm xúc luôn tiếp tục xin chúc mừng thành công của Sophia Vương ạ Một cái tên rất là hay ấn tượng tiếp tục thành công ngày hôm nay của chị Hằng Nga một là hôm nay tôi thành công một tôi thành công có một sức khỏe tốt thành công thứ hai có nhiều món quà ô siêu tuyệt vời lòng tôi đã đón nhận tôi được nhận quà hai chúng ta đã ra cái định nhận quà đấy ngày mai chúng ta có quà thành công thứ ba hôm nay tôi gặp đối tác trong kinh doanh thành công thành công thứ tư hôm nay tôi thành công có một gia đình hạnh phúc con cái ngoan ngoãn thông minh thiên tài thành công thứ năm ngày hôm nay tôi thành công có năm khách hàng mua hàng và tiền về tài khoản là 56 triệu Việt Nam đồng nhé yeah. cảm ơn tiếng thức tôi là nam trong hủ tiên và tài sản quá tuyệt vời xin chúc mừng chị Hằng Nga nha xuất sắc à, ngày hôm nay thành công tiếp theo của chị em đó là bỏ quỷ tự do tài chính 100 đô yeah. tuyệt vời. <laughs> à, quá xuất sắc xin chúc mừng chị em tiếp tục À, thành công ngày hôm nay của bạn Phạm Phương là hôm nay tôi đã có một cái sức khỏe tốt xuất sắc. Thành công thứ hai bỏ quỹ tự do tài chính 30 ngàn để tiền về 30 triệu. Yeah, cảm ơn tiềm thức. Thành công thứ ba con cái thông minh thiên tài. Xin chúc mừng bạn Phạm Phương nha. Tiếp tục thành công của chị Mai Hoa. Một là hôm nay tôi đã hoàn thiện bức tranh mục tiêu ngày 30 tháng 3 năm 2024 một cách xuất sắc tuyệt vời. Thành công thứ hai thu nhập lợi nhuận 5 triệu về tài khoản nhé, Cảm ơn tiềm thức. Tôi là Nam trong Hữu tiền Thành công thứ ba bỏ quỹ tự do tài chính 50 ngàn để tiền về 50 triệu. Thành công thứ tư vào Zoom học 4 buổi đều. Uh, nhận được nhiều kiến thức giá trị siêu tuyệt vời. Xin chúc mừng chị Mai Hoa nha. À, chị Mai Hoa vào Zoom 4 buổi đều đó là buổi sáng, buổi trưa. Và buổi tối tí nữa, một buổi khuya nữa. rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng chị Mai Hoa. À, chúng ta thấy ông ạ? Thành công càng ngày càng nối tiếp. Bởi vì lý do vì sao ạ? kiến thức tư duy trí tuệ chúng ta tăng thi tiên chúng ta tăng đúng không tâm của chúng ta ở đâu thì tiền của chúng ta ở đó đó là đương nhiên rồi đó là cái điều hiển nhiên rồi xin chúc mừng chị hoa và xin chúc mừng toàn thể anh chị em chúng ta nha để phương xem con thành công nào nào rồi xin chúc mừng thành công của bạn lê thảo một là tiền về 28 triệu 655 trăm năm <laughs> vượt mục tiêu lần một của tháng ba của chúng ta thấy không ạ tháng 3 mới có ngày hôm nay mới ngày mùng năm thôi mà đã đã vượt mục tiêu rồi xuất sắc xin chúc mừng bạn Lê Thảo nha chú siêu tuyệt vời luôn yếu yếu tiềm thức của mình quá đúng không chúng ta phải nói phải dồi dành phải bổ về tiềm thức của chúng ta nha rồi tiếp tục thành công thứ hai tham gia các buổi dung siêu giá trị thành công thứ ba đi đường an toàn thành công thứ tư trao giá trị cho 15 16 người bạn thành công thứ năm bỏ quỹ tự do tài chính 10 ngàn để về 100 triệu hết cảm ơn tiềm thức tôi là nam cho một tiền cảm ơn cha giàu cảm ơn mẹ giàu cảm ơn môi trường siêu chất lượng cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chúc mừng bạn lê thảo xuất sắc tiếp tục à, tiếp tục tiếp tục thành công ngày hôm nay của sofia vương bổ sung thêm lúc này phương đã đọc rồi bây giờ thành công tiếp theo bổ sung hả? À, thành công thứ ba là livestream tiktok trao giá trị cho cộng đồng thành công thứ tư bỏ quỹ tự do tài chính à, bỏ quỹ tự do tài chính bao nhiêu tiền chúng ta phải ghi luôn này thành công thứ năm mai mẹp sách khuyến học thành công thứ sáu chia sẻ cho 10 người bạn siêu chất lượng thành công thứ bảy có hai người bạn đang trên đường vào dung <laughs> siêu tuyệt vời à, rồi việc của chúng ta là cứ có trách nhiệm là gieo hạt đúng không ạ con người nhận là đó là quyền lựa chọn của người nhận đúng không ạ bởi vì dòng ý thức của chúng ta đấy việc của ý thức là đón nhận và thực thi còn việc của à việc của tiềm thức là thực thi việc của ý thức là lựa chọn và quyết định mình là tiềm thức mình có quyền quyền gì ạ thực thi tất cả những cái môi trường tốt hạt mầm tốt mình cứ gieo còn lựa chọn hay là quyết định là việc của người bạn của mình thế nên chúng ta cứ à, vui vẻ cỡ mở chúng ta chia sẻ trao giá trị đi ạ tiếp tục thành công ngày hôm nay của chị Nguyễn Hiếu bỏ quy tự do tài chính 20 mươi ngàn để tiền về 20 mươi hai triệu giây. cảm ơn tiềm thức lòng tôi đã đón nhận 200 triệu xin chúc mừng chị Hiểu nha như vậy chị Hiểu phải học cường độ gấp 200 lần <laughs> à, học lên cường độ gấp 200 lần thay vì đọc hai chương sách thì bây giờ đọc 20 mươi chương sách tại ờ, thay vì vào hai buổi dung bây giờ chúng ta vào hai mươi buổi dung chị hiểu nha tiếp tục thành công thứ hai vào dung học tập nhiều nhận à, thành vào dung học tập nhận nhiều giá trị thành công thứ ba đi đường lên xanh thông thoáng là mà an toàn thành công thứ tư gia đình hòa hợp con cái thông minh thiên tài thành công thứ năm được ăn uống miễn phí thành công thứ sáu tiền về tài khoản 300 trăm ngàn yeah, cảm ơn tiền thức tôi là nam trong một tiền thành công thứ thứ bảy đọc hai chương sách trước mạnh tiêm thức cảm ơn cha giàu mẹ giàu siêu tuyệt vời xin chúc mừng chị hiếu xuất sắc tiếp tục thành công ngày hôm nay của chủ tịch Mr. Văn Thạch siêu tuyệt vời thành công số 1 là tiền về 47 triệu 300 ngàn nhé cảm ơn được tôi là nào trong một tiền siêu tuyệt vời xin chúc mừng nhóm ạ à, à. chủ tịch Mr. Văn Thạch À, lòng tôi đã đón nhận bốn mẹ triệu ba trăm ngàn nhé cảm ơn tiềm thức thành công thứ hai ăn uống miễn phí thành công thứ ba chia sẻ kiến thức cho sáu mươi anh chị em trong dung chúng ta thấy không ạ à, bảo sao tiền về nhiều bởi vì làm đúng mà đúng không ạ thì kiến thức tăng lên mỗi ngày rồi trao giá trị cho cộng đồng mỗi ngày với số lượng rất là lớn quy mô rất là lớn thì tiền của chúng ta cũng rất là lớn tiếp tục thành công tiếp theo của à, chủ tịch Mr. văn thạch đó chính là Đọc 126 trang sách, siêu tuyệt vời, quá xuất sắc. Phương đặt mục tiêu một ngày 100 trang sách, Phương đang trên đường chinh phục được nhóm trực, à dì, chủ tịch Mr. Văn Thành 126 trang, quá tuyệt vời xuất sắc luôn. Ngưỡng mù, tôi ngưỡng mộ và nói gương những người thành công và giàu có. Tiếp tục, thành công ngày hôm nay của bạn Đăng Hà là tiền về 2 triệu 340 ngàn nhé. Cảm ơn tiêm thức tôi là năm cho một tiền. Thành công thứ hai ăn uống miễn phí. Thành công thứ ba đọc và mai mẹp sách khuyến học. Thành công thứ tư gieo hạt 20. Người bạn biết đến môi trường tích cực. Xin chúc mừng Mích Đăng Hà xuất sắc. Quá wow, tuyệt vời luôn là rồi Phương xin chúc mừng tất cả những thành công của toàn thể anh chị em chúng ta trong buổi tối siêu tuyệt vời ngày hôm nay à, Chúng ta nhớ nha, mỗi ngày chúng ta nhớ là tổng kết thành công của mình trong quyển sổ thành công và sau đó chúng ta lên dung chúng ta cùng nhau tổng kết thành công Và chúng ta cứ yên tâm đi, chúng ta có niềm tin tuyệt đối là khi mình ăn mừng thành công của mình, của bạn mình là bản thân chúng ta đang gieo hạt mầm của thành công Đúng không ạ? Đó chính là cái quy luật niềm tin. Rồi sau đây chúng ta cùng với Phương Nguyên sẽ tiếp tục. À, hôm nay thêm 7 phút nữa là 9 ba 30 Chúng ta sẽ kết thúc cái buổi dung tuyệt vời tối hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với Phương Nguyên làm cái quy trình đặt hàng vô trù ha. À, chúng ta hãy lấy quyển sổ đặt hàng vũ trù của chúng ta ra. Và chúng ta bắt đầu viết những cái mong muốn kết quả nó đạt được trong ngày mai. À, ngày mai chúng ta mong muốn mình có được kết quả gì. Chúng ta bắt đầu viết ha. Trong vòng chúng ta viết trong vòng 5 phút sau đó chúng ta cùng với phương mình sẽ à,